Hey, xin chào bạn. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với các bé bọ đang có tại của bé Sóc nha. Mấy bé mới về luôn, để mừng lễ 8 tháng 3 đây. Có đủ các kiểu lông, các màu nha. Đến làm bé bé Suki đi. Bé này là Suki nha các bạn. Cái dài thì lông xu dài ra, mềm như lụa, nên gọi là Suki. Bé này bé cái nha. Chúng ta sẽ đến với một bé ở mang Sóc ha. Đây này cũng bé cái luôn. Chúng ta có một bé cô nét nè. Đây là cô nét được nhé. Đó. Còn các bé cô nét cái nè. Con bé màu khá là lạ. Đó, cũng là được luôn nha. Cô nét là sao? Là nó có cái xoáy ở ngay đầu. Nhìn lúc nào cũng như ông bà già, mặt suy tư. Đó. Tổng cộng chúng ta đang có khoảng 5 cô nét. 5 cua nét được cái có đủ, một American Short Hair, một siêu khí. Đó. Còn các dòng như C3, AB hay là Tessel, Teddy gì đó thì từ từ mới về nữa nha các bạn. Hiện giờ chỉ có mấy bé này thôi. Các bạn thích có thể đặt hàng mua đồ chơi tặng bạn gái mừng ngày 8 tháng 3 nha các bạn. Có quà khuyến mãi đó, tặng kèm cho các bạn một bịch có khô luôn nha. Rồi mua các bé này, Sắp sẽ tặng cho bạn một bịch có khô. Nhìn rất là baby cute đúng không? Lòng xoáy săn đã luôn á. Gì đó, hay mắn quá. Rồi, các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bé Shop nha. Bạn thích mua hàng thì đặt hàng với Facebook của Shop luôn. Bye bye, xin chào các bạn.